Con giới thiệu đi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào Nina, xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Hôm nay canh kim chi. Canh kim chi à? Cái này là thịt bún á. Thịt. Cả nhà xin chào cả nhà ơi. Xin chào. Cả nhà hôm nay mình ăn cơm đơn giản gia đình. Hôm nay ăn canh kim chi nấu với lại tàu hũ, rồi này là thịt. Thịt xào cây kiểu Hàn Quốc. Giờ mẹ cho con ăn nha. Dạ. Cái món canh kim chi này là món tủ của Bi nè. Mẹ cho bạn, cho cái món đó. Xong nè. Xong nè. Xong nè. Xong nè. Chú chụp hình rồi. Xong nè. À. Chụp hình lên đi. Chụp hình lên đi rồi ăn nha. 1, 2. Nếu cái này Bi ăn thử chút xíu mà đúng quá. Hấp bọt. Thế nhưng mà thuốc cao của nó chút cơm. Một đó rồi bỏ hồn đấy. Ồ vậy đó hả? Rồi nè, 1, 2, 3. Ăn đi. Ăn cùng con canh nè nha. Rồi, chụp hình ăn xong rồi, bây giờ ăn nha. Dạ. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ăn dữ rồi. Ừ, con ăn đi. Có gì mình lượn hỏi mình nó ăn gạo lứt hay gì? Không phải gạo lứt cả nhà. Gạo này là gạo thường, mình trộn với lại một loại gạo tím, rồi với lại một loại ngũ cốc nữa. Đó, có ba loại. Có gạo màu tím á, nấu ra cái nào nó tím luôn. Để ăn thử cái kim chi ba Bi nấu nè. Rồi, ngon. Ngon mà nóng quá. Ăn thử cái thịt bao nhiêu xào. Chắc cày lắm này đó, tươi luôn nè. Mẹ ơi, Appa, xin có Papa gì Appa. Cái ăn bự dữ vậy đó hả? Đi chăng coi. Trời mất tiêu ngay vậy anh ơi. Mặt thiệt luôn. Thiệt. Đó. Ê. Ê có mà. Học coi ba hắn đã chỉ sợ rồi. Ừ. Ừ. Bi một gan chưa đủ. Bữa cơm người Hàn Quốc ăn thường ngày. Người ta hay nấu canh kim chi lắm. Giống như á, tủ lạnh lúc nào cũng có kim chi sẵn rồi. Cái mua miếng thịt với lại tàu hũ cái bỏ vô thôi. Còn củ hành thì giống như già, nhà ai mình thấy nhà ai cũng có. Trong tủ lạnh lúc nào cũng mua để sẵn. Bỏ củ hành vô nữa. Canh kim chi vừa rẻ mà vừa ngon. Papa. Ừ. Hình đạp ba thu quan người làm sao cho anh ta sát sao? Mình sát nên thế. Tao anh sát tao vậy mình chắc không nên bằng gì. Sao vậy? Mẹ ba hai lần hôm mua cho sữa cho bì. Vậy đó hả? Dạ. À bà ba thu quan cho nhà thu quan sao cho cho. Con nói không mà không mua cho. Con có nói với ba không? Nói rồi mà không mua hả? Hai lần nữa. Hai lần luôn? Dạ. Trời ơi, kỳ cục vậy ta. Hỏi sao ba không nhớ chẳng vậy? Appa. Appa về thiếu cảnh này á. Bốn lỡ. Ba nói không biết. Ba nói không biết hả? Dạ. Ba làm mà ba sao không biết, không biết nữa. Kỳ cục ha. Dạ. Dạ. Mẹ con ghế tàu hũ ăn ghế là nôn quá chứ luôn. Người đó hả? Dạ, làm thử mẹ. Ừ. Mà mình cầm xuống nè. Ừ. Ừ, mẹ có tàu hũ nè. Tàu hũ gì? Ngon quá chứ luôn. Appa. Ừ. Appa,
김치찌개 두부랑요. 밥이랑 같이 먹어봐요. 대박 맛있어요. 한번 재료 넣어봐. 야. 미어메 안검라 안와이나이미야. 짜봐. 맨날 미리 học vui không? 야. 네 học chơi với bạn. Một bạn hả? Sao không chơi với nhiều bạn? Một bạn là anh trai thì chị gái. Ừ, bạn trai. Bạn trai mà. Ừ. Nó mới sao? À, dễ hả? Đẹp trai hả? Trời ơi, ngày đầu tiên đi học mà chơi với một bạn trai mà khen người ta đẹp trai nữa trời. Hả? Ôi, xin xa xa. Sai cái xe. Trời ơi, ngày đầu tiên đi học mà sao hẹn hò kia vậy? 여자가 좋아 바로 하면 안 돼. 좀 아니야 싫어 몇 번 해야 돼. 아빠 닦고 사야 돼. Bạn nói muốn hẹn hò với Bi hay là Bi nói muốn hẹn hò với bạn? Muốn hẹn hò với bạn. Ai nói trước? Bạn. Bạn nói trước hả? Dạ. Bạn nói đòi hẹn hò với Bi hả? Dạ. Rồi Bi làm sao? Bi là ừ, đi hẹn hò đi. Trời ơi. Chơi mà. Bạn cho Bi bắn tim. Oh. 아빠. 어. 오늘 유치원에서요 남자가 처음이 같이요. 남자. 같이 서로 선물 줬어요. 근데 남자 친구는 선물을 하트. 처음이 하트 마음. 그리고 처음이는 아. 친구야 나랑 친하게 지내자 그렇게 편지도 쓰면서 하트 접었어요. 자, 어이. 그리고 근데 하트도 이렇게 예쁘게 접었어요. 이렇게요. 여긴 얘기 말까? 미안해. 방 làm gì con? 방 해요. Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo mà hẹn hò rồi. Bi 너무 빨라. Bạn nói á, hẹn hò Bi phải từ chối chứ. Bi nói là bạn là bạn thôi. Nhưng mà Bi nói, bạn nói Bi với hẹn hò là Bi nói không hay lòng là bạn buồn sao rồi Bi nói hẹn hò nữa. À. Rồi bạn thích đó. Nít trả lời. Vô tư lắm cả nhà, vô tư lắm. Từ chối sao buồn nữa chứ. Trời ơi. Bi của tao là sợ người ta buồn. Rất sợ người khác buồn luôn. Nè. Dán một cái nữa là một tên một chết. Cô cho ai Bi dán một cái là mua cho ba mẹ mua cho nó chơi Bi nè. Dán cái bé ngoan không phải không? Dán phiếu bé ngoan cái gì? Là Bi chứ. Bà mua cái phiếu ngoan á, về cho dán. Làm gì ngoan dán cho nó dán đó rồi được nhận quà. Nít mà khoái lắm, khuyến khích là khoái lắm. Hôm nay ăn này ngày mai đi rồi biết. Nó nóng từ ở trong ra ngoài luôn á. Ốc đỏ ché. Ngày mai ăn cái gì cho nó không? Nó thanh tao lại coi. Chicken. Ăn nhẹ nhẹ quá. Con hỏi ba đi, ngày mai đi siêu thị ăn cái món, mua món gì ăn? Papa. 네, 말 투 가서 뭐 먹어요? 뭐 먹고 싶어? 치킨? 닭고기?
오리고기? 탕수육. 맞아. 바나나. 바나나? 어쩌자. 다 먹었어? 어. 와, 왜 냐냐? 아, 배불러. 양상민 ngủ sớm nha. Nha. Dạ. Con kêu ba hồi ngủ sớm luôn đi, ba ngủ trễ quá. Papa. Ừ. Papa tối hôm nay phàm ạ. Ừ. Phàm sẽ chơi bài ngủ nhớ ít chút chơi. Papa chưa xong. Biết. Ba hôm qua. Hôm qua tôi hú ba. Cú ba điện thoại. Ừ, điện thoại của ba. Điện thoại của ba. Chơi game. Ừ. Tới pin là coi YouTube một cái thôi rồi pin tắt ngủ. Ừ. Nhưng mà ba là chơi game hoài hoài. Trời ơi chết rồi. Apple về thật cú. Handphone만 thật cú vậy. Handphone만. 엄마는 어젯밤에 일찍 잤거든요. 그리고 핸드폰은 중독이에요. Con chào tạm biệt cô chú đi. Mẹ cháu chung đi. Rồi hôm nay qua đến đây thôi cả nhà ơi. Bye bye. Bye bye, bye. Sao nay bài bye không vậy? Tại bi mệt. Bi mệt hả? Ừ. Ăn cơm xong đi ngủ nha. Ngày đầu tiên đi học đi về cũng hơi mệt cả nhà. Giống như học chắc học nhiều này kia.